Ê, xin được chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với lại chương trình webinar đặc biệt thứ ba trong tháng 8. Một lần nữa thì tối hôm nay Phương rất là vinh dự được thực hiện buổi webinar này cùng với các anh chị và các bạn. Nếu như mà hôm nay chúng ta có cũng tương đối khá là nhiều gương mặt mới cho anh chị, cho nên là Phương sẽ giải thích sơ tại sao cái chương trình webinar của chúng ta tháng 8 lại là một cái chương trình rất là đặc biệt. Ở trên màn hình các anh chị có thể thấy tháng 8 đâu là một cái tháng wow sponsoring các anh chị. Nó là một tháng mà đội nhóm OTG hệ thống số 7 tại Việt Nam cũng như là công ty Nu Skin Việt Nam đã chọn để làm cái thời điểm chúng ta đẩy mạnh phát triển kinh doanh của tất cả chúng ta ở đây, xây dựng một cái nền tảng rất là vững mạnh cho công việc kinh doanh của chúng ta trong những cái năm, những cái tháng cuối của năm 2014 cũng như là cho nguyên cả một cái năm 2015 các anh chị. Vậy thì hôm nay là cái chương trình webinar thứ ba của tháng 8, và bởi vì hôm nay là chủ nhật, Phương nghĩ là ngày chủ nhật đó thì thường là chúng ta sẽ dành cho bản thân, dành cho gia đình, mình sẽ dành cho việc nghỉ ngơi sau một cái tuần làm việc mệt mỏi đúng không các anh chị, để mình có thể nạp lại năng lượng cho ngày thứ hai bắt đầu một cái tuần mới. Tuy nhiên hôm nay rất nhiều các anh chị các bạn mình đã dành thời gian để lên webinar tham dự cái buổi ngày hôm nay cùng với Phương và diễn giả đặc biệt của chúng ta, cho nên một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã tham gia ngày hôm nay. Trước khi chúng ta vào chương trình, các anh chị, Phương xin được phép giới thiệu sơ lược. Phương tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Nam Phương. Trước đây thì Phương có 10 năm sinh sống, học tập và làm việc tại nước Anh. Và trong đó có 3 năm thì Phương học bằng cử nhân và quản trị kinh doanh tại Đại học Oxford, một trong hai trường đại học hàng đầu thế giới. Và năm sau đó khi mà ra trường, các anh chị Phương cũng tiếp tục có kinh nghiệm làm việc ở tại JP Morgan, là một trong năm cái tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Nhưng mà sau 3 năm làm việc tại ngân hàng thì Phương nhận ra một cái vấn đề, đó là công việc tại ngân hàng nó ổn định và nó cho Phương một mức thu nhập tốt, nhưng mà nó không giúp Phương làm được cái điều mình mong muốn trong cuộc đời, đó là mình mong muốn có thể làm giàu bằng cách làm nhiều việc tốt đẹp cho nhiều người khác nhau trong cuộc sống các anh chị. Cho nên là đầu 2012 thì Phương quyết định là từ bỏ công việc tại Anh và quay về Việt Nam để tìm kiếm một cái hướng đi khác. Và cho đến cuối năm 2013 các anh chị thì Phương tham gia công việc Nuskin 100% toàn thời gian cùng với lại ba mẹ của Phương, và bây giờ thì cả gia đình Phương hoạt động trong một cái doanh nghiệp gia đình. Ngày hôm nay các anh chị đã nhìn thấy ở trên màn hình là một cái bàn tròn vấn đáp với anh chị ha, là một cái buổi buổi Q&A, trong đó thì chúng ta sẽ có một nhân vật rất là đặc biệt cùng chúng ta giải đáp những câu hỏi thường gặp. Vậy thì nhân vật đặc biệt này là ai? Thật ra nãy giờ các anh chị cũng đã thấy hình của cô rồi, thì Phương xin được phép giới thiệu, cô là một người rất là đặc biệt các anh chị. Trong vòng 30 năm thì cô đã kinh qua 18 ngành nghề khác nhau, đã giữ rất là nhiều cái vị trí cao và quan trọng trong nhiều cái tập đoàn quốc tế, và cô là một cái người bạn lớn, một cái người thầy lớn trong cuộc đời của Phương, và cô không ai khác hơn thì chính là mẹ của Phương, cô Trần Minh Nga. Và bây giờ thì Phương xin mời cô Trần Minh Nga tham gia webinar cùng chúng ta để ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau giải đáp những câu hỏi thường gặp trong công việc Nuskin. Dạ, xin chào cô Nga. Xin chào Nam Phương và xin chào toàn thể các anh chị và các bạn. Rất là vui khi mà hôm nay mình lại được gặp gỡ lại các anh chị và các bạn trong một buổi tối chủ nhật. Lẽ ra cái tối chủ nhật đó là mình thường dành cho gia đình, nhưng mà cũng không sao, 9 giờ sáng tối chủ nhật mà chúng mình cùng quây quần nói về cuộc sống hay nói về những cái điều mà các anh chị còn đang băn khoăn trong cái sự nghiệp của mình, thì mình thấy đó cũng là một cái hoạt động rất là bổ ích. Thì mình cũng xin tự giới thiệu, mình là Trần Thị Bích Nga. Mình có cái quá trình làm việc như bạn Nam Phương giới thiệu, đó là hơn 30 năm mình đã trải qua tới 18 nghề khác nhau. Một trong những ngành nghề mà thành công nhất, có một số cái thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời, đó là mình làm chủ doanh nghiệp khoảng được 14 năm. Và cái gánh nặng của một người chủ doanh nghiệp trong vấn đề kinh doanh thì các bạn biết là cũng rất là khó khăn, mặt bằng, nhân công vân vân. Thành ra là mình thích, mà mình không thích cái công việc mà khách hàng, tức là cái thành công của mình bị động, tức là mình ngồi trong cửa hàng và mình chờ những người khách hàng đến với mình, thì như vậy nó quá bị động và mình không thích một cái cuộc sống như vậy. Và trong cái quá trình mình đi tìm đó, tìm một cái ngành nghề gì có thể đem lại cái nguồn thu nhập thụ động, đem lại cái tài chính cho các thế hệ sau này, đem lại cái độc lập tự do trong cái thời gian mình được quyền quyết định cái thành công của mình được quyền quyết định cái mức thu nhập của mình, thì trong lúc đó là cái bước ngoặt thứ nhì mà có thể nói lớn nhất trong cuộc đời của mình, đó chính là ngành bảo hiểm nhân thọ. Mình trở thành đại lý bảo hiểm nhân thọ vào năm 1999. Lúc bấy giờ thì người ta cũng xã hội á, nói chung là không thích cái ngành này lắm, cũng y chang như bây giờ thôi các bạn. Nhưng mà các bạn biết không,
những người đi trước lúc nào cũng có những phần thưởng có thể nói là lớn nhất. Bởi vì sao? Họ đã dám chấp nhận đi tiên phong trong một số ngành nghề trong xã hội. Bất cứ một ngành nghề nào ở trong xã hội thì đều có một cái lý do của nó để mà tồn tại. Tại vì nếu mà không đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng, không đáp ứng được những nhu cầu trong xã hội thì tự nó sẽ biến mất. Cho nên chỉ sau vòng 5 cho đến 6 năm thì cái ngành gọi là bảo hiểm nhân thọ, đại lý bảo hiểm nhân thọ trở thành cái ngành có thể nói là được rất đông, được được rất nhiều người yêu thích, gần như là bây giờ gọi là ngành tài chính đấy, và rất là gọi là chuẩn về mặt tài chính. Thì bây giờ trở lại là khi mà mình làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ gần một chục năm mà cái chính sách trả thưởng nó không đáp ứng được cái yêu cầu của mình, đó là có thể thừa kế lại được cho con cái những cái thành quả mà chúng ta đã lao động trong 30 năm. Thì như thế mình tạm biệt ngành của mình ngay trên đỉnh vinh quang. Trong bước đường đi tìm kiếm mình còn trải qua rất nhiều ngành nghề khác nhau nữa, ví dụ là bất động sản hay là kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên nếu mà như vậy đó thì khi mà hết sóng mình cũng rất là thành đạt trong ngành kinh doanh bất động sản cũng như là ngành gọi là kinh doanh chứng khoán. Nếu mà có một cái buổi để nói về cái chặng đường lịch sử này thì mình sẽ nói cho các bạn là những cái bài học quan trọng về kinh doanh trong các ngành nghề này. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của buổi hôm nay mình chỉ nói tóm tắt rằng những ngành này, bất động sản hay là chứng khoán, thì chỉ làm được khi mà nó có sóng. Còn nếu không có sóng, các anh chị và các bạn không làm gì được. Đó là một trong những lý do mà mình vẫn tiếp tục lên đường đi tìm kiếm. Cái nghề kế tiếp của mình đó là dạy kỹ năng mềm cho các em trẻ, có các bạn thanh niên. Mình muốn cái trải nghiệm của mình đó, mình đi qua rất nhiều cái con đường rất là vất vả thì mới đến được, tìm ra được con đường của mình. Thành ra mình rất muốn chia sẻ cái trải nghiệm này để các anh chị và các bạn hay là những bạn trẻ có những cái định hướng và họ không mất thời gian nhiều nếu như họ họ tìm ra được cái điều gì đó. Và trong cái bước đường tiếp tục đi như vậy thì mình gặp được cái cơ hội của Nu Skin. Nói thật với các anh chị và các bạn là giai đoạn đầu mình cũng không 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 có để ý lắm bởi vì mình rất ngại, tại Việt Nam nó rất nhiều tai tiếng. Tuy nhiên bạn Kiệt Nguyễn là một bạn trẻ đã giới thiệu cơ hội này cho mình cũng khá lâu, khoảng là gần 2 năm. Nhưng mà đến khi mà một cái ngày đặc biệt mình gặp được anh Đi Nguyễn, thuyền trưởng đội nhóm của chúng ta, thì lúc đó là thay đổi mình, cái suy nghĩ của mình thay đổi toàn bộ. Và ngày nay toàn thể gia đình mình, ba thành viên, hai vợ chồng mình với bạn Nam Phương là một cái tài khoản, một cái account và tham gia Nuskin và cũng gặt hái được rất nhiều những cái thành quả tại công ty mới, chính là cái môi trường tuyệt vời. Và mình nghĩ rằng Nuskin sẽ chính là cái giải pháp hữu hiệu cho toàn thể các anh chị và các bạn nào mà vẫn đang khát khao đi tìm một phương tiện để có thể bắt đầu một công việc mới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và bây giờ mình rất sẵn lòng để chờ các cái câu hỏi của các anh chị và các bạn. Dạ, quá tuyệt vời. Cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Thì các bạn ơi, trước khi chúng ta bước vào cái nội dung chính của chương trình thì Phương xin được phép nói sơ qua. Tại vì cái buổi ngày hôm nay các anh chị thì là một buổi mà chúng ta có thể thoải mái đặt câu hỏi để cho cô Nga là một trong những cái leader rất là lớn, một trong những cái leader hàng đầu tại thị trường Việt Nam, sẽ có thể giúp các anh chị giải đáp những cái băn khoăn khúc mắc. Dù các anh chị là người mới đang tìm hiểu về công việc Nu Skin, là những nhà phân phối mới bắt đầu được một ngày, một tuần, một tháng, các anh chị hay các anh chị là những nhà phân phối đã lâu mà mình có những cái khúc mắc, những câu hỏi lớn trước giờ mình chưa giải đáp được, hoặc những câu hỏi gần đây tự nhiên nó tạo ra một cái thử thách gì đó cho anh chị, thì mình được quyền đặt hết tất cả những câu hỏi này các anh chị ha. Tuy nhiên là Phương xin được phép đưa ra một số cái điều lệ nhỏ, tại vì mục đích của chúng ta là trả lời được càng nhiều những cái thắc mắc, những cái câu hỏi chính đáng của các anh chị càng tốt, và mình muốn có thể trả lời đều cho tất cả mọi người các anh chị. Cho nên là có hai việc Phương muốn nhờ các anh chị. Thứ nhất là những cái câu hỏi của mình hãy tập trung vào vấn đề bảo trợ, vào công việc kinh doanh các anh chị, vào cái triết lý và vào phương pháp kinh doanh tại công ty Nuskin. Mình xin phép là hôm nay mình không thể nào trả lời những câu hỏi liên quan tới sản phẩm các anh chị ha. Cái điều là thứ hai nữa Phương muốn nhờ các anh chị là trong chúng ta có ai có câu hỏi đó, anh chị mình vui lòng đánh máy giùm cho Phương. Tại vì là chúng ta không thể nào mở cái đường micro cho tất cả mọi người cùng nhau nói, bởi vì trong cái kinh nghiệm của Phương khi mình làm việc này đó, có anh chị có cái internet tốt, có anh chị có cái đường truyền internet không tốt lắm, thì cái mình mở micro ra mà không nói được, phải chờ đợi rất là mất thời gian chung của tất cả mọi người các anh chị ha. Cho nên là Phương muốn nhờ các anh chị làm việc này là khi có câu hỏi mình hãy đánh máy câu hỏi cho Phương, và Phương sẽ thay mặt các anh chị đặt câu hỏi này cho cô Nga. Vậy thì trong lúc chúng ta đợi các câu hỏi bắt đầu tuyên Phương vào đó, thì Phương muốn đặt một cái câu hỏi đầu tiên cho cô Nga, và nhờ cô Nga
chia sẻ với tất cả chúng ta là sau 2 năm đồng hành cùng với lại công việc Nuskin và có những cái thành quả nhất định trong công việc của mình, thì không biết là cô Nga đã đúc kết được những cái bài học gì mà cô cảm thấy là vô cùng quý giá, và trời ơi giá như là hồi xưa lúc tôi mới bước chân vào làm công việc này, tôi biết những điều này ngay từ đầu thì chắc chắn tôi đã làm việc khác đi nhiều và tôi đã làm việc hiệu quả thành công hơn nhiều. Thì không biết cô Nga có thể chia sẻ cho các anh chị em nữa không ạ? Mình nếu mà đối với câu hỏi này đó thì mình chỉ muốn nói với các bạn có ba cái bài học mà mình muốn rút ra. Cái thứ nhất ý, là phải tự tin. Ngay từ khi mình bắt đầu công việc cần phải có cái lòng tự tin trước. Ở đây ý, người ta nói rằng là bạn phải tự tin nhìn thấy những điều mà người khác chưa nhìn thấy, hoặc là bạn phải nhìn thấy cái thành công trước khi bạn đạt được. Thì cái lúc mà mình mới bắt đầu đó các bạn, mình không có được cái sự tự tin đấy, bởi vì người apply của chúng mình là bạn Kiệt Nguyễn hay là anh Đi Nguyễn thì ở Mỹ, lâu lâu bạn Kiệt thì không về được mà anh Đi nữa thì có về, nhưng mà không phải lúc nào anh chị cũng ở Việt Nam, cho nên là lúc đó chúng mình còn mới lắm và mình không có niềm tin. Nói thật sự với các bạn, mặc dù mình rất thành công trong các cái lĩnh vực khác, nhưng khi bước qua một cái công việc mới như thế này, mình không có được lòng tự tin và mình không biết được cách để làm thế nào có được sự tự tin. Thành ra hôm nay trong cái buổi webinar của một tháng 8 lịch sử như thế này, đó là cái tháng cao điểm, cái tháng tập trung vào vấn đề bảo trợ, thì mình biết được trong webinar ngày hôm nay sẽ có rất nhiều các anh chị và các bạn, có những người đã tham gia cũng đã 2 năm giống như chúng mình, có những anh chị và các bạn mới tham gia 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, thậm chí 1 ngày, và thậm chí có các anh chị là những khách mời mà bạn bè mời vô để cùng tham gia nhưng vẫn chưa quyết định đi cùng với chúng mình. Mà không có sao, bây giờ mình chỉ muốn kể cái câu chuyện như thế này. 5 tháng đầu mình hoàn toàn không dám nói là mình làm Nuskin, mặc dù công ty tốt, sản phẩm tốt, nhưng không hiểu tại sao mình không có được cái sự tự tin này. Nhưng bây giờ nếu như mình quay lại thì mình chỉ có một điều là mình ước ước là mình có được cái phương pháp này, nhưng đây là cái điều bắt buộc trong cái ngành mình. Ví dụ ngày hôm nay mình có thể chia sẻ tâm sự với các bạn làm thế nào để có sự tự tin khi mà bạn bắt đầu công việc với Nuskin. Đó chính là mình thích một cái câu nói của anh Linh, anh nói là đừng bước vào một trận đánh khi mà mình chưa nắm rõ luật chơi. Như vậy cái luật chơi ở đây là gì? Các bạn biết mỗi công ty đều có những cái quy định riêng, đều có những cái đặc điểm riêng, đều có sản phẩm độc quyền riêng, có những cái chính sách trả thưởng riêng hay là quy định riêng. Vậy cái nhiệm vụ của một người mới khi bắt đầu quyết định, bạn quyết định là phải tìm cho mình một cái công việc mới chẳng hạn, thì Nuskin thật ra cũng chỉ là nhiều cái phương tiện hay là nhiều cái cơ hội mà bạn cần nghiên cứu, chứ không, Nuskin không phải là một cơ hội duy nhất, bạn nên nhớ cái điều này. Cho nên á, bạn có quyền tìm hiểu mà. Như vậy á, thì bạn hỏi cái người bạn của mình, vậy thì tôi muốn tìm hiểu thì tôi tìm hiểu ở đâu? Bạn có thể tham quan công ty, bạn có thể tham dự một vài cái buổi BB gọi là giới thiệu cơ hội kinh doanh, bạn cũng tham 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 dự một vài cái buổi huấn luyện, vân vân, tất cả những cái hoạt động tại công ty. Bạn có quyền tìm hiểu tất cả trước khi bạn quyết định. Nếu như bạn tìm hiểu toàn bộ như vậy rồi đó và nó phù hợp thì lúc đấy bạn quyết định, thì cái niềm tự tin, cái sự tự tin ấy, nó sẽ có ngay từ những ngày đầu mà bạn bắt đầu công việc. Như vậy nó sẽ đốt cái thời gian hơn là chúng mình lúc đầu đi. Thành ra chúng mình mất rất nhiều thời gian, gần nửa năm đầu là coi như không không có được hiệu quả cho lắm. Đây là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai ấy, là các bạn biết không, mỗi một công ty có thọ có, thành ra lúc đầu á chúng mình cứ gặp cái gì, gặp khách hàng nào chúng mình cũng 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 gặp một cái là nói ngay về Nuskin, gặp một cái là muốn giới thiệu về sản phẩm hay là giới thiệu về cái gì đó, tức là mình hay làm những cái việc mà một người chuyên nghiệp họ không làm như vậy. Nên mình cũng mong muốn là các anh chị và các bạn hãy bắt đầu công việc đúng đúng ở đây là sao, hãy xây dựng cái mối quan hệ trước khi mà bạn muốn bán một cái dịch vụ hay là sản phẩm nào đó. Bạn không có nên gặp ai cũng đưa ngay cái việc bạn đang có mà bạn không hề quan tâm là cái người khách hàng có nhu cầu ra làm sao, đang có cái quan trọng nhất trong cuộc sống. Có nhiều người đó quan trọng đó là tài chính, có nhiều người đó quan trọng nhất đối với họ lại là tương lai của con em, hay là những cái vấn đề như là từ thiện, hay là lòng tốt, hay là có một cái chính sách công bằng, vân vân. Cho nên cái nhiệm vụ của các anh chị và các bạn mới, chúng mình cần phải bắt đầu công việc đúng ngay từ đầu. Mình nhớ mãi cái câu nói của cô Vicky là chủ tịch Nuskin của Thái Lan và Việt Nam. Cô ấy nói rằng là thành công bắt thường ấy bắt đầu từ một nhóm nhỏ. Như vậy ấy, tại Việt Nam mình còn rất là nhiều cái điều tiếng chưa được tích cực về cái vấn đề là
kinh doanh đa cấp hay là bán hàng đa cấp vân vân á. Nhưng mà ở nước ngoài thì họ những cái từ này họ không có dùng lâu lắm rồi. À, đây là những từ từ những năm 70. Bây giờ người ta có dùng cái từ gọi là network marketing, đúng ra là một cái mạng lưới khách hàng các bạn. Bởi vì á, trong cuộc sống tất cả mọi người đều có cái mối quan hệ, con người với con người đều có những mối quan hệ. Bạn ăn ngon, bạn mặc đẹp, bạn mua được cái gì hay, bạn đều có xu hướng giới thiệu cho bạn bè của mình, thì đây chính là cái mạng lưới mối quan hệ con người. Và những gì tốt đẹp nhất thường thường nói cho những người thân, các bạn bè, thì đây là cái ngành mà nó dựa trên cái nền tảng vậy. Cho nên mình muốn ước ước là nếu như quay lại, và bây giờ mình cũng không quay lại được nữa, nhưng mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn mới trong cái buổi webinar ngày hôm nay, các anh chị hãy bắt đầu đúng ngay từ đầu. Có nghĩa là hãy xây dựng một cái mối quan hệ tuyệt vời với tất cả mọi người mà các bạn quen biết. Rồi khi mà có được cái nhu cầu thì các bạn hãy coi lại xem là cái phía công việc của mình là Nu Skin có cái gì có thể đáp ứng, có thể giúp đỡ, có thể thay đổi để giúp được cái người bạn mình hay không, thì lúc đó mình mới nói chuyện. Mình không có nên mà gặp ai, mình cũng bắt đầu ngay bằng những thứ gì mình đang có. Đấy là cái điều thứ hai. Nào, bây giờ cái bài học thứ ba đó là mới hôm qua đây mình tới Đà Nẵng và mình nhớ lại một câu chuyện, một người bạn làm ở một công ty cũng network marketing hay là kinh doanh đa cấp lớn tại Việt Nam, có thể nói tuổi đời cũng như là cái doanh số cũng như là họ đi trước mình ấy, thì hiện nay là đang đứng nhất tại công công tại tại thị trường Việt Nam. Thì cái lần đó đó mình có gặp bạn và bạn có nói rằng là mình có hỏi thăm là thế nào, công việc của em có tốt không? Anh bảo rất là tốt, em có tới 6 cho đến 8 ngàn người nhà phân phối. Nó ui sao nhiều thế hả em? Thì bạn có nói rằng là vâng nhiều lắm, và thế cái thu nhập của em chắc là quá tốt. Thì mặt bạn không được vui lắm, thì mình mới bảo là ôi chị là cái thu nhập của em cũng chưa được tốt hay sao mà chị thấy em không có được vui, thì bạn không biết giải thích thế nào. Sau này mình tìm hiểu kỹ lại đó thì mình thấy á, tại Nu Skin đó các bạn, thì họ có cái tầm nhìn cũng như là sứ mệnh rất là rõ ràng. Thì cái tầm nhìn của họ thực sự là muốn trở thành một cái công ty trả cái hoa hồng cao nhất trong số các công ty direct selling hay là network marketing, nhưng mà cho các nhà phân phối lãnh đạo. Chính từ cái đặc điểm này đó, thì thay vì mình phải nói với mọi người là ô tôi có 6.000 người hay là 8.000 người đó, thì đây là cái bài học mà cái thời bắt đầu của mình vi phạm. Tức là mình không không được hiệu quả, công việc không được hiệu quả là bởi vì mình gặp ai, mình hy vọng người đó là những người kinh doanh. Mình gặp ai, mình cũng nói ngay công việc của mình và mình ước mong người ta đi cùng với mình. Và mình đến tận nhà, mình rất mất rất nhiều thời gian để nói chuyện, để rồi cuối cùng kết quả lại thì họ cũng chỉ là một khách hàng bình thường. Nhưng mà mình không biết này. Cho mãi đến năm mà khoảng sau 6 tháng đầu á, làm việc mình mới nhận ra là cần phải phân biệt rất rõ đâu là những khách hàng, vì khách hàng á, thì họ cần cái dịch vụ, và bạn y như những cái ngành dịch vụ khác tại trong cuộc sống, bạn bán phở, bạn làm một tiệm photocopy, bạn bán thời trang, bạn làm đại lý bảo hiểm, bạn là nhân viên thu tiền điện. Nếu như ai là khách hàng thì bạn phải phục vụ một cách tuyệt vời nhất, đó chính là dịch vụ tốt nhất cho người khách hàng. Nhưng đó cũng là người khách hàng. Cái công việc của chúng ta ở tại Nuski, mà nếu bạn muốn phát triển một cách có thể nói là đúng chuẩn, thì đó là phải có cái sự nhân bản. Bạn phải làm đúng trước, bạn phải làm việc với một cái sự chính trực, đạo đức, làm đúng, không có ép khách hàng mua bán hay là thế nọ thế kia. Thì khi mà bạn tốt rồi đó thì bạn tìm những người làm giống mình. Ở đây có cái từ trong hệ thống số 7 nó rất là thích, đó là nhân bản. Tức là bạn không cần phải phải tìm một lúc quá nhiều đâu, bạn hãy tìm những người mà hiện nay ở ngoài xã hội có rất nhiều anh chị và các bạn đang đi tìm một cái phương tiện, một cái ngành nghề làm thế nào để thay đổi được cái cuộc sống hiện nay. Có những nhiều người có những cái kế hoạch, có những cái giấc mơ rất là lớn, có những mục tiêu rất là lớn, nhưng mà đâu là phương tiện hữu hiệu để 3 năm hay 5 năm nữa bạn đạt được, thì hiện nay họ không tìm thấy. Vậy thì bạn hãy, nếu như người ta đang đi tìm kiếm như vậy, mình hãy trao cho họ cái cơ hội Nuskin, anh hay chị vui lòng hãy tìm hiểu dùm mình xem đây có phải là cái phương tiện cần để anh chị đạt được những mục tiêu của mình hay không. Còn nếu công việc của anh chị 3 đến 5 năm nữa cho phép đạt được những giấc mơ của cuộc đời, đạt được những cái mục tiêu tuyệt vời trong cuộc sống, thì chúc mừng, không cần phải tìm hiểu cả. Và lúc đó anh chị hãy là khách hàng, bởi vì nói gì thì nói, anh chị mới gặp mình trong 5-10 phút, tất cả chúng đang già đi 5-10 phút. Nuskin của chúng tôi có cái sản phẩm Age Lock. Age là tuổi, Lock là hóa, có nghĩa là làm chậm lại cái quá trình lão hóa của con người. Như vậy anh chị là khách hàng tuyệt vời nếu như anh chị quan tâm đến sức khỏe, chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Cho nên ba cái bài học cơ bản này đó chia sẻ với anh chị và các bạn để anh chị và các bạn không có mất nhiều thời gian, cũng như đoạn trước mình đi 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 huấn luyện, mình đi đi đi, đi nó là giờ huấn luyện đó.
về kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Mình cũng muốn chia sẻ lại những trải nghiệm để các anh chị và các bạn không có tốn nhiều thời gian. Anh chị các bạn cứ ghi chép cái nào mình cảm thấy có thể áp dụng được, mình áp dụng, cái nào chưa cảm thấy chưa thoải mái, các anh chị giơ tay phát biểu hay là viết câu hỏi thêm, hay liên hệ với mình qua Facebook, qua email hay là qua điện thoại. Mình rất mong nhận được thật nhiều câu hỏi của các anh chị và các bạn. Rồi, cảm ơn câu hỏi đầu tiên của bạn Phương. Dạ, rất là hay cô Nga ơi. Thì trong lúc đó chúng ta nhận được rất là nhiều câu hỏi hay ở đây, cho nên là Ơi. Phương sẽ xin phép theo thứ tự. Câu đầu tiên cô Nga, thật ra đây đây nếu mà Phương không nhầm, một trong những cái bài học mà cô Nga cũng như là các anh chị trong bảo hiểm nhân thọ có trao lại cho bên trong việc kinh doanh miskin của mình. Có một người hỏi chúng ta là chị Nga có thường xuyên sử dụng 5 câu hỏi vàng trong tuyển dụng hay không? Em vẫn Đúng. dùng nhưng mà cảm thấy không được nhuần nhuyễn lắm và chưa thấy có tác dụng. Đúng rồi. Cái năm câu hỏi vàng ấy các bạn là một cái gọi là một cái cách bán hàng kinh điển trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Mình được một cái người phó tổng giám đốc của công ty bảo hiểm cũ của mình, chị quốc tế Canada và chị một hai người có công đưa công ty bảo hiểm nhân thọ của mình trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam. Cái năm câu hỏi vàng này không có nghĩa là bạn phải thực hiện thứ tự 1, 2, 3, 4, nhưng nó mang lại cái logic trong suy nghĩ của bạn. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng câu hỏi thứ nhất. Bao giờ mình muốn gặp một người khách hàng nào đó, cái điều đầu tiên là mình phải, đầu tiên thì phải có 3 giây, 3 phút đầu tiên gọi là icebreaking. Icebreaking có nghĩa là phá vỡ cái sự băng giá. Bạn gặp ai thì bạn phải gì, làm thế nào tạo được cái sự thiện cảm càng nhanh càng tốt đối với cái người đối diện. Thì lúc đó, sau đó rồi người ta mới mở lòng ra và người ta muốn nói chuyện với bạn. Thì cái đấy là thuộc về kỹ năng giao tiếp, mình sẽ trình bày trong một cái buổi khác. Nhưng mà năm câu hỏi đầu tiên ý, thì bao giờ cũng câu hỏi đầu tiên là what. What có nghĩa là cái gì. Ví dụ như tối nay mình có dịp gặp hai anh chị là bác sĩ, thì trước khi ra về mình hỏi ngay, thế anh vui lòng cho mình hỏi thăm đó, cái thời điểm hiện nay đó anh quan tâm nhất đến điều gì, what, bạn quan tâm nhất đến điều gì, hay đâu là cái điều mà bạn đang quan tâm đau đáu, bạn đang rất là băn khoăn hay là quan tâm một cách mạnh, chú tâm một cách mạnh mẽ nhất trong giai đoạn hiện nay, đó là what. Tại mình đang muốn xem là anh chị và các bạn đang ngồi cùng với mình á, họ đang quan tâm điều gì trong cuộc sống. Thế các bạn biết là ở Nam mình ấy, thì đi uống cà phê đó là một cái hoạt động rất là bình, ở nước ngoài cái nhu cầu trao đổi giữa con người và con người rất là lớn. Thì ở đây cũng vậy thôi, bạn phải hiểu cái người đối diện của bạn đang muốn điều gì, cho nên câu hỏi đầu tiên là what, đó là cái gì nhá, đang quan tâm đến điều gì, hay là điều gì là quan anh chị đang quan tâm nhất. Mà khi mà cái người đối diện họ nói đó, bạn đừng vội vội nghĩ là bạn đã hiểu tất cả, bởi vì có khi họ nói như thế này nhưng mà lòng họ lại nghĩ cái khác và bạn lại đang định nghĩa cái câu trả lời của họ. Mà rất dễ dẫn đến cái sự hiểu lầm của hai người, và nếu như bạn chưa hiểu rõ về câu hỏi này thì bạn rất dễ đưa ra những cái giải pháp không phù hợp và cái cuộc nói chuyện trở nên là không có hiệu quả. Như vậy cái câu hỏi số 2 sẽ là can you tell me more, tức là anh có thể chia sẻ thêm cho mình biết là tại sao cái à không phải tại sao mà anh có thể chia sẻ thêm cho mình biết về cái điều mà anh vừa mới nói hay không, tức là mình chưa rõ lắm, hay là sorry anh là mình chưa hiểu ý anh lắm, anh có thể nói thêm cho mình được không? Thì cái người bạn kia họ sẽ trình bày lại hay là họ giải thích kỹ hơn là về cái ý tưởng mà họ vừa mới nói. Điều này, cái bước thứ hai này cho phép bạn hiểu rõ điều mà người bạn mình mới nói. Câu hỏi thứ ba là why? Tại sao cái điều này lại là cái điều mà anh chị quan tâm nhất thời điểm hiện nay? Thì thí dụ như là tôi đang quan tâm cho con tôi đi du học. Tại sao vấn đề du học cho con cái lại là vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay của anh chị? Thì có thể là người ta nói rằng là cái đời tôi nó vất vả quá trời, cho nên là bây giờ là có con đó mà mình cũng đi cày đó, mình làm việc rất là nhiều, cũng chỉ mong là làm sao cho con mình được có được một cái nền học vấn tốt, cho nên đây là vấn đề tôi quan tâm nhất. Ví dụ thế, why, tại sao? Ngay cả why cũng là để cho người khách hàng nói nhiều hơn bạn. Hầu hết các anh chị và các bạn gặp cái vấn đề là hay nói nhiều quá, hay cướp micro quá, cướp diễn đàn quá, người ta chưa kịp nói xong là mình nói rồi, chưa kịp nói xong là Nuskin ô vậy là Nuskin rất tốt, anh chị đi đi vào, cái đó không cần, họ không bao giờ quan tâm, họ không cần biết Nuskin là cái gì hết, họ đang quan tâm là vấn đề du học cho con cái của họ, cho nên bạn hãy lắng nghe câu chuyện của họ, why, tại sao cái du học hay là vấn đề nền tảng học vấn của con em lại là cái vấn đề anh chị quan tâm nhất, why. Bạn thấy từ nãy giờ mình đang nói về tư duy nhá, chứ không phải là
đây là bạn đi ra bạn nói 5 câu như một thì cái đó là khó, và bạn chưa quen thì bạn sẽ làm chưa hiệu quả là chuyện bình thường. Ok, rồi cái câu hỏi thứ tư đó thì bạn sẽ hỏi tiếp là như vậy thì anh chị định định là làm cái việc này như thế nào, how, làm như thế nào. Tại vì mình đã có cái giấc mơ rồi, mình đã có cái mục tiêu rồi, mình đã làm rõ ràng trong tới 3 câu rồi. Và anh chị cũng đã trình bày như thế là trong vòng khoảng 50 phút rồi. Như vậy anh chị quyết định về cái chuyện này nó đau đớn như thế, quý như thế. Vậy thì anh chị định làm cái việc này như thế nào? Thì anh chị sẽ nói là đấy, thì bây giờ tôi phải làm thêm hai việc đó. Không những tôi đang làm đài truyền hình đó, mà tôi còn phải nhận thêm để tôi làm thêm. Mục tiêu của tôi là có được cái thu nhập tăng lên gấp đôi, làm thêm để tiết kiệm, có được cái gọi là tiền bạc tài chính để mà cho con du học vân vân. How, bằng cách nào, đúng không? Và câu hỏi cuối cùng, khi nào, tức là when. Vậy thì khi nào anh chị định bắt đầu? Tại vì bảo không, tôi đã bắt đầu rồi chứ. Nếu mà họ bắt đầu rồi thì mình hỏi là như vậy liệu trong 3 đến 5 năm nữa cái mục tiêu hay là cái giấc mơ của anh chị có đạt được hay không? Đã, bạn thấy chưa? Hoàn toàn là diễn ra một cách logic trong suy nghĩ của bạn. Chứ năm câu hỏi vàng này không có nghĩa là mình mang ra mình áp dụng một cách máy móc. Bởi vì khi gặp một người đó, bạn không nên kỳ vọng quá trong một cuộc gặp. Bạn năm câu hỏi này bạn có thể làm ngay trong cùng một buổi trao đổi cùng với bạn bè, cùng với khách hàng, nhưng bạn cũng có thể là nó sẽ trải dài trong vòng hai buổi chăng, hai lần cà phê chăng, bởi vì tùy thuộc vào cái sự mở lòng của cái người bạn của mình. Tại vì có những người họ sẵn sàng chia sẻ, nhưng mà cũng có những anh chị họ không sẵn lòng. Nếu họ không sẵn lòng thì mình không nên ép họ, và mình sẽ bàn đến một chủ đề khác để làm thế nào tạo được cái sự tin tưởng giữa người bạn đó với mình. Nhưng tất cả tập tự chung lại cũng là ngày xưa chúng mình học rất nhiều và bây giờ mình truyền đạt lại cho các anh chị trong đội nhóm cũng như vậy thôi. Chỉ có một cách duy nhất, đó là practice, practice, practice. Tức là bạn thực hành, thực hành, thực hành, chứ không có cách nào khác. Nếu như bạn muốn trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp, một người tuyển dụng bảo trợ chuyên nghiệp, một người bạn chân tình. Nhưng mà sau khi mình nói về năm câu hỏi vàng rồi, mình bao giờ cũng nói với bạn rằng tốt nhất là bạn hãy sống đúng với con người của mình. Bạn hãy chia sẻ đúng với cái câu chuyện của mình và cái tình cảm của mình với người bạn đấy, chứ không phải lúc nào cũng mang cái khoa học hay là mang cái logic ra nói chuyện với mọi người. Nhưng nếu như bạn cũng biết được cái điều này trong cái suy nghĩ của mình thì rõ ràng cái câu chuyện mà bạn nói với mọi người ấy, nó sẽ có tập trung hơn, hiệu quả hơn, cũng như là đi vào lòng người ấy nhiều hơn. Chúc các bạn thành công. À, quá tuyệt vời, nãy giờ ghi chép được rất là nhiều của ba ơi. Thì có một cái câu hỏi thứ hai, thật ra cũng hơi giống như vậy. Có một anh đặt câu hỏi là các bước nói chuyện trong một cái buổi nói chuyện một một là gì. Thì Phương nghĩ là khi mà cô nói về năm câu hỏi vàng đó thì mình đã giải quyết câu câu hỏi này rồi, tại vì là khi mà mình nói chuyện một một và đây là buổi nói chuyện đầu tiên với một người mới, thì như cô Nga nói, cái điều tiên quyết là mình cần phải biết cái đối diện mình là ai, đang tìm kiếm gì, đúng không ạ? Khi mình xem là mình đang có bánh tuyệt vời, cái bánh ngon trong tay, hộ tuyệt vời Nisky trong tay, trước khi mình xem là ta có cần thiết cho họ hay không. Cho nên là cảm ơn anh đã đặt câu hỏi về các bước nói chuyện một một. Nhưng Phương ơi, Phương, mà Phương ơi, Phương, tức là cái câu câu này á, mình muốn chia sẻ thêm với bạn như thế này. Khi ok mà gặp một người mới đó, người lạ đó, hay là bạn bè mà lâu ngày gặp nhau đó, thì nó có mấy cái bước như sau. Cái thứ nhất ấy, nó gọi là ice breaking, có nghĩa là phá vỡ cái sự băng đá. Lúc nào ông bạn Phương lâu quá gặp rồi, hay là người bạn mới thì đến gặp hỏi thăm có khỏe không, lúc này công việc thế nào, vân vân. Đó là những câu hỏi phá vỡ sự băng giá. Nếu bạn hỏi câu hỏi phá vỡ sự băng giá như vậy thì lập tức anh kia sẽ trả lời, chị kia sẽ trả lời, và hai người lập tức sẽ có những cái điểm chung và cảm thấy ấm lòng. Thì một hai câu hỏi đầu thôi, kế đó nó cái bước thứ nhì đó là bạn phải hỏi câu hỏi mở. Câu hỏi mở có nghĩa là người ta hỏi câu hỏi mở là gì, câu hỏi mở là ngược lại với câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là gì, câu hỏi đóng là câu trả lời yes no, tức là có hoặc không. Nếu mà hỏi rằng là lúc này công việc của anh tốt không, tốt, thế là xong, hai người im lặng, thế thì không được. Thế thì lúc này nếu mà mình nên hỏi là lâu ngày quá mới gặp Phương, nó không biết là công việc của Phương lúc này như thế nào đó, như thế nào, chia sẻ dùm mình đi. Phương có thể chia sẻ cho mình biết là trong sau 2 năm lâu ngày chúng mình chưa gặp nhau thì không biết lúc này Phương đã có nhiều thay đổi, có những thay đổi mới nào không, vân vân. Tức là câu hỏi mở là để cho mọi người nói chuyện, và trong cái quá trình nói chuyện như vậy, nhiệm vụ của bạn là lắng nghe. Bạn hãy trở thành người listener tốt, bạn phải lắng nghe cho được,
xem nhu cầu của họ đang những điều gì họ đang quan tâm, và tất cả cũng chỉ muốn là xem rằng là hiện nay cái người bạn của mình đang quan tâm đến điều gì. Nếu mà bạn quan tâm đến anh ấy, chị ý đã quan tâm đến điều gì rồi thì cái công việc hiện tại hay là cái cuộc sống hiện tại của bạn đó đã đạt được những điều mà anh chị ý muốn hay chưa. Nếu mà rồi thì là mình chỉ tí nữa mình chỉ giới thiệu là cái công việc của mình đang làm có những cái sản phẩm tốt mà thôi. Còn nếu mà trong cái quá trình nói chuyện vẫn thấy anh chị và các bạn vẫn đang đau đáu vì tìm một cái gì đó thì lúc đấy mình có cơ hội để mà làm tiếp các bước các câu hỏi vàng. Đó, đó là cái phần tóm tắt như vậy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, quá hay. Như vậy là mình có thêm một cái cấu trúc rất là logic để mà mình bắt đầu bất kỳ một cái câu chuyện nào của bất kỳ ai. Thì đây mình có một câu hỏi rất là hay về chiến lược. Một chị có hỏi là thưa cô Nga, tháng 8 này là một cái tháng quyết định cho sự thành công của năm 2014 và 2015. Vậy thì cho dù mình là một cái nhà phân phối mới gia nhập hay là một nhà phân phối đã làm lâu năm đó, thì tất cả chúng ta cần phải làm những gì để có thể tận dụng cơ hội này, để có thể phát triển theo theo hết cái khả năng, theo hết cái tiềm năng của mình. Rất là hay. Cái tháng 8 này đó là cái tháng mà công ty phát động cái phong trào bảo dụng, bảo trợ và tuyển dụng. Thì á, dù bạn là cái nhà phân phối cũ hay là nhà phân phối mới hay là anh chị mới ngày mai bắt đầu quyết định gia nhập cái đội ngũ Nu Skin, thì cái quan trọng nhất là anh chị cần tìm hiểu là tại công ty Nu Skin ấy có những cái điểm gì mà khác biệt. Ví dụ như là mình cũng phải biết là sản phẩm nổi trội nhất tại công ty Nu Skin là gì. Đó là cái dòng sản phẩm AgeLOC, chuyên về mình là leader, tức là có thể nói là dẫn đầu tiên phong trong ngành chống lão hóa. Nu Skin được ví như là một cái công ty Apple trong ngành chống lão hóa, ít ra mình phải biết được là cái đặc tính về sản phẩm để từ đó mình tí nữa đây á, cái việc quan trọng nhất đó là mời mời rất, tại vì công ty trong cái đợt này sẽ tổ chức rất nguyên một cái tháng bảo trợ. Các bạn thấy này, cái giờ làm việc tại công ty hồi xưa đó là 10 giờ sáng đến 7 giờ tối cho ngày thường, rồi thứ bảy đó bình thường đó là 9 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều thôi. Nhưng mà trong tháng 8 này thì các bạn thấy là cái giờ làm việc của ngày thứ bảy công ty mở luôn luôn đến chiều luôn, tức là 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Thì các bạn thấy là cái thời gian để mời khách hàng trong ngày thứ bảy lên công ty rất quan trọng, bởi vì các anh chị và các bạn biết là khách hàng của mình đó đi làm rất là bận rộn, nếu mà tối về mà mời họ lên chưa chắc có những người đã lên được. Thì cái ngày thứ bảy là cái ngày mà công ty mình đông vui nhộn nhịp nhất, và công ty đã làm cái động tác rất quan trọng đó là kéo dài cái thời gian đến tận chiều. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là các bạn có trên tay cái tờ giới thiệu trong tháng 8 bảo trợ, thì các bạn thấy cái lịch hoạt động vô cùng dày đặc, nào là demo show vừa rồi ở Đà Nẵng đó, là khi mà làm cái demo show rồi đó thì khán giả đó hay là khách hàng đó ùa lên sân khấu nhìn thật kỹ gương mặt những khách hàng ngồi phía dưới mời lên bất ngờ chứ không hề là chuẩn bị trước, và họ rất tò mò. Hay ngay như tối nay thôi, mình gặp hai vợ chồng anh chị bác sĩ đến nhà mình chơi, thì lúc ra về đó thì anh chị có trách cái người bạn mình là tại sao em không giới thiệu cho chị về cái máy Galvanic Spa, tại vì chị đang rất muốn trẻ. Tức là trước đây thì lại chị lại trải nghiệm về cái vấn đề gọi là các cái thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nhưng mà bạn mình lại chưa giới thiệu về cái máy Galvanic Spa, trong khi cái nhu cầu của chị đang rất muốn làm trẻ, vì một lý do nào đó chị đang rất mong trẻ. Thì các bạn biết là những cái show demo show này, những cái lớp huấn luyện về sản phẩm, những cái thực phẩm uống bên trong này, vân vân rất nhiều. Như vậy á, cái nhiệm vụ của chúng ta quan trọng nhất đó là mời. Các bạn chỉ cần mời họ đến những cái buổi như vậy thôi. Nếu mà quan tâm đến sức khỏe thì bạn gặp những anh chị trẻ thích hay thích làm đẹp hay thích diện là mình mời ngay, mình mời với công ty Nu Skin của mình đấy, hay là công ty Nu Skin đang có những cái buổi có thể nói là làm demo mà không 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 phải tốn phí cho trên những cái người mẫu. Chị có muốn làm đẹp, em thấy chị là rất hay để ý làm đẹp, thành ra là mời chị đến tham dự. Hay là mình không làm gì hết thì cái tuổi của mình cũng đang già đi từng giây từng phút, nên làm thế nào để giữ lại được tuổi xuân. Hôm nay có buổi nói chuyện chia sẻ về là làm thế nào giữ mãi tuổi thanh xuân trên công ty vào lúc mấy giờ đó, chị đi cùng với em đi. Ô, mình mời mọi người thôi các bạn, nhiệm vụ các bạn là mời. Tại vì mình mới, mình không biết gì cả. Bản thân bạn khi rủ những cái người bạn đi cùng, rồi những cái anh chị đi cùng, thì mình cũng là một lần mình học những kiến thức tuyệt vời. Ví dụ rất rất nhiều anh chị leader ra Đà Nẵng một lần nữa cho mình ngồi học, học về cái máy Galvanic Spa, học về ba cái sản phẩm gọi là cơ bản tại công ty chúng ta là Marine Omega, Life Park và Đã. Đã. Các bạn thấy không bao giờ thừa, bởi vì mỗi một lần học á, gần như là lại bồi bổ thêm kiến thức cho chúng ta. Thành ra tháng 8 là tháng bảo trợ cho nên công ty đã tổ chức tất cả rồi. Ngày mùng 8, mùng 9
tháng 8 vừa rồi thì có giống như là mini thôi nhưng mà không có hoạt động bán hàng tại thị trường Đà Nẵng, thì cái đó qua rồi. Nhưng mùng 8, mùng 9 tới đây là hoạt động expo, tức là những buổi triển lãm lớn, có soi da, có ASOS Me, có scanner để biết được chỉ số sức đề kháng của các khách hàng, hay là có cân ôm rôn để biết được cái tỷ lệ mỡ cũng như là mỡ nội tạng trong cho đối cho các sức khỏe của khách hàng. Rồi quan trọng nhất là các chị nếu như chưa có cái chương trình này thì vui lòng lên trang web của công ty hoặc là đến văn phòng công ty ở trong Nam là 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các anh chị ở tỉnh vui lòng lên trang web của công ty để biết được cái lịch huấn luyện rất là tuyệt vời, và mình cũng rất là khuyến khích các anh chị ở tỉnh ngày mùng 8, mùng 9 tới đây là tổ chức, công ty có tổ chức cái buổi gọi tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị cũng nên sắp xếp đi bằng những cái phương tiện không cần là phải mắc quá, mình giảm chi phí. Nhưng mà tuy nhiên đó, mình cũng sắp xếp đến thành phố Hồ Chí Minh để mời thêm được các bạn cùng đi, hay là khách hàng ở tại thành phố ai cũng được. Các bạn có quyền mời hết đến công ty. 500 khách hàng đầu tiên lại còn được tặng thưởng 500 cái túi, trời ơi đẹp tuyệt vời. Đó, những cái hội thảo của công ty ở những nước khác các bạn để ý nhé, công ty Nu Skin họ làm toàn bộ những cái phần đầu hết trơn rồi. Cái thứ nhất ý, là các nhà khoa học đã nghiên cứu ra những sản phẩm tuyệt vời, sau đó công ty tổ chức sản xuất, sau đó marketing, và cái phần phân phối cụ thể mới là công việc của nhà phân phối. Cho nên là ở các nước khác thì không, công ty không có hỗ trợ những cái việc như thế này. Nhưng mà đặc biệt á, tại Việt Nam là một cái thị trường thứ 53, cái thị trường rất là còn mới mẻ, cho nên là công ty bỏ một cái chi phí để giúp đỡ đỡ các nhà phân phối. Mà có thể nói là làm thế nào để cho nhiều khách hàng biết đến cái dòng sản phẩm tuyệt vời nhất tại Nu Skin. Cho nên việc làm chiến lược quan trọng nhất đó là các anh chị và các bạn hãy chuẩn bị cái tư thế, cái gọi là cái niềm vui, cái niềm hứng khởi, cái lòng tích cực mà để mà cùng cùng với những hoạt động thi đua, những cái hoạt động sôi nổi trong tháng 8 này, mà mình mời khách hàng, mình mời anh chị, mình mời tất cả những người nào mà mình nghĩ rằng họ cần đến sức khỏe. Mà các bạn biết bây giờ cái vấn đề sức khỏe nó trở nên quá quan trọng, sức khỏe là vàng rồi, cái việc bề ngoài của mình quá tuyệt vời, cho nên tập trung vào cái quan trọng nhất đó chính là mời. Rồi cảm ơn câu hỏi các anh chị và các bạn, và quan trọng nhất là giúp cho mình có được cái lịch hội thảo, lịch là lịch huấn luyện, lịch hội thảo, lịch chia sẻ toàn bộ có tại công ty và trên trang web. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn Quang nghe rất là nhiều. Mình nghe lại đó các anh chị, và mình rà soát lại thì đúng là cái tháng 8 này nó có quá nhiều sự kiện các anh chị. Và nếu mà các anh chị đặt ra cái mục tiêu mà nó khiêm tốn nhất là mỗi sự kiện mình dẫn đi một người, thì Phương tin chắc là tới tháng 9 và những cái tháng cuối của năm 2014 là cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ khác hẳn rồi. Cô ta ơi, thì ở đây có một số những câu hỏi đó nó rất là giống nhau, nên là con sẽ hỏi chung. Tức là có rất là nhiều anh chị hỏi là rất là muốn chia sẻ về công việc của mình với bạn bè, dù là từ khía cạnh là người làm kinh doanh hay từ khía cạnh chỉ đơn thuần là những người dùng để làm đẹp, dùng trong ngành thẩm mỹ. Nhưng mà mình phải nói như thế nào để người ta đỡ bị cảm thấy dị ứng về về cái ngành kinh doanh đa cấp của mình, hoặc là nếu như mà có ai đó hỏi mình là mình mới nói được mấy câu đúng không ạ, xong ta đã hỏi mình là ủa có phải kinh doanh đa cấp hay không, thì lúc đó mình nên trả lời như thế nào? Thì nếu mà mình gật đầu một cái thì khả năng cao là họ đứng lên, họ họ đi mất, họ họ sẽ không có cái cơ hội tìm hiểu về cái công việc tuyệt vời tại Skin. Thì đó là có rất nhiều anh chị đang hỏi chung cái nội dung như vậy đó. Nhưng mà họ hỏi là hỏi cho ngành thẩm mỹ đúng không? Dạ cả cả nhiều phía luôn. Tức là có một số anh chị thì nói là có một số khách hàng chỉ muốn dùng cái sản phẩm thẩm mỹ làm đẹp thôi, nhưng mà nói như thế nào để họ không có dị ứng là đây là sản phẩm của cái ngành đa cấp. Một số anh chị nói là chia sẻ về cơ hội kinh doanh, về công việc với rất nhiều người, nhưng mà nếu người ta hỏi mình là có phải đa cấp hay không thì không biết, lúng túng không biết xử lý như thế nào, tại vì sợ là nếu gật đầu một cái là họ đi mất. Các bạn biết không, cái câu hỏi này nó rất là hay. Thế nhưng mà như cái phần đầu mà chia sẻ của mình đó, thì mình đã nói với các bạn rồi là các quan trọng nhất là phải xuất phát từ bạn. Tại vì mình có cái niềm tin về công việc này hay không, tại sao bạn lại chọn cái công việc này, câu chuyện 3 phút của bạn là gì, cái ngày đầu tiên bạn biết đến, đến Nu Skin đó, mà bạn cũng biết đây là công ty đa cấp, mà tại sao giờ này bạn vẫn chọn. Đấy, tất cả những cái câu hỏi như vậy đó, những cái phần chuẩn bị như vậy là hơn ai hết bạn biết rất rõ. Thành ra trong cái success Olympic lần trước đó, thì mình vẫn thích cái câu phần chia sẻ của anh Caroli đó, thì anh cứ nói là nếu như bạn biết rất rõ
cái việc của bạn đang làm thì cái việc bạn chia sẻ ra nó không có cái gì khó khăn, bạn hiểu không? Nhưng mà bởi vì hồi nào tới giờ đó mình chọn Nu Skin như là một cứu cánh, hay là mình đến mới quá, mình chưa kịp coi, mình chưa kịp nghiên cứu kỹ, mình không tham dự các buổi học, mình cũng không nghe webinar. Webinar hiện nay đó là một cái phương tiện học tập có thể nói là quan trọng nhất, bởi vì cả gia đình cùng nghe hay một nhóm bạn cùng nghe, mình có thể vừa nghe vừa bàn bạc với nhau, quá tuyệt vời. Thành ra là những cái kênh học như vậy nó sẽ giúp cho bạn đó mỗi một ngày trưởng thành hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Còn chia sẻ với mọi người á, thì nếu mà chia sẻ thì bạn cứ chia sẻ đúng câu chuyện của bạn. Ví dụ như là mình hiện nay đã mình đi làm hai công việc, vì bởi vì mình mong ước mà mình có một căn nhà cho ba mẹ mình thật là tuyệt vời, ví dụ thế đi. Và mình đã phải đi tìm rất là nhiều công việc khác nhau, tuy nhiên thì mình làm nhiều công việc nhưng mà làm việc nhiều hơn, nhưng mà thu nhập thực ra nó làm hai công việc nhưng mà thu nhập chưa chắc đã tăng gấp đôi. Đó chính là cái vấn đề khó khăn của vấn đề truyền thống đó. Mà tại được một cái người bạn tình cờ giới thiệu đó thì mình đến một cái buổi hội thảo như thế nào. Ủa, những câu chuyện đến rất là tự nhiên các bạn. Con người của mình như thế nào mình kể đúng như vậy, thì hơn ai hết đó, cái sức thu hút từ sự thật, với sự thật trái tim đến trái tim á, nó sẽ gần hơn hơn là bạn nói một cách máy móc hay là nói một cách bài bản, nó khó lắm các bạn. Mình cũng vậy thôi, mình gặp ai là mình nói luôn, chị là chị sợ già lắm, chị rất là sợ sống, ví dụ thế chẳng hạn. Hay là mình là cái ngành huấn luyện con người chẳng hạn, cho nên mình cứ đi đau đáu đi tìm, cho nên đến khi mà gặp anh đi Nguyễn mà nói là đây là cái môi trường hoàn thiện bản thân tốt nhất thì mình ngạc nhiên lắm, tại sao một cái công ty kinh doanh đa cấp mà lại nói rằng là hoàn thiện bản thân tốt nhất hay là phát triển bản thân con người cao nhất, mình không hiểu và mình phải phải nghiên cứu nó. Thì bằng hai cái chữ Nu Skin và Nu Việt, mình search trên internet thì mình bắt đầu nghiên cứu và mình cảm giác ô đây chính là những cái gì mình đi kiếm, thì thực ra nó lại nằm trong cái mà mình sợ nhất, ví dụ thế chẳng hạn. Thì cái câu chuyện của mình thực sự như thế nào thì mình kể đúng như vậy, nhưng mà cái quan trọng đó là sự tự tin, đó là người bạn của mình nhìn thấy câu chuyện của các bạn và họ tin được thì họ sẽ có được cái sự tò mò. Và các bạn cũng không nên kỳ vọng quá là ngay đầu tiên, buổi đầu tiên mình nói mà người bạn mình sẽ thích. Ở đây nó có không có ai giỏi và cũng không có ai dở cả, vấn đề là timing, tức là thời điểm. Mình á, nhiệm vụ của cái nhà phân phối đó là cho những cái thông tin, còn quyết định đó là người khách hàng, người ta có nhận hay không, người ta có đón hay không, người ta có chấp nhận cái cách này hay không, thì đó là quyết định là ở khách hàng, chứ không phải là bạn nói 10 người người ta từ chối cả là bạn bảo bạn dở đâu, không có đâu. Có thể là bạn cũng phải xem lại cái cách giao tiếp của mình, nhưng cái quyết định vẫn là thuộc người khách hàng. Thế thì nếu như những cái sản phẩm tốt đó, thì điều quan trọng nhất là bạn phải become product of product, tức là bạn phải trở thành sản phẩm của sản phẩm. Ở đây sản phẩm như thế nào? Nó có hai mảng. Mảng thứ nhất là những sản phẩm mà bạn sử dụng tại công ty Nu Skin. Thì các bạn biết là trong những cái thói quen tốt, những cái thói quen nòng cốt đó, thì là phải sử dụng sản phẩm để bạn trải nghiệm sản phẩm trước. Ví dụ nếu bạn làm về ngành sức khỏe và ngành làm đẹp, bạn không thể nào hút một ngày một gói thuốc được, bởi vì bạn tiếp tục bạn hút như vậy đó, cái làn da của bạn xấu lắm, đúng không? Sức khỏe bạn không bảo đảm. Nếu bạn làm ngành làm đẹp, các bạn nữ chẳng hạn, thì cái làn da của mình phải tuyệt đẹp. Thành ra ra cái mini expo tại Đà Nẵng đó, thì các chị nữ lúc nào cũng nhìn các chị ở Nu Skin đó, trời ơi, ai người ta cũng nói rằng là tại sao mà các chị tại Nu Skin nó có một cái làn da tuyệt vời như vậy. Đấy, các bạn thấy không? Tại vì sao? Họ dùng máy Galvanic thường xuyên, một tuần hai lần, họ dùng cái viên True Face đều đặn, họ dùng cái thực phẩm chức năng, họ dùng sữa rửa mặt Clean and Tone, vân vân. Thành ra là cái đẹp nó sẽ thể hiện ngay trên gương mặt của các bạn, không có đâu xa cả. Và điều này á, khiến cho người ta phải hỏi bạn, chứ không cần bạn phải đi tuyển đâu. Người ta sẽ hỏi là trời ơi chị ơi, làm thế nào để có được cái làn da ở cái tuổi chị 58, 59 mà làm thế nào có được cái làn da như vậy, làm thế nào để có được cái sức khỏe như vậy, làm thế nào để có được cái năng lượng tràn đầy như vậy. Đó là những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở bên trong, đó là mình sử dụng những sản phẩm gì mình kể luôn. Đấy là cái mảng thứ nhất là về sản phẩm, họ đập vào mắt họ đó là một con người có một làn da tốt, có một cái sức khỏe tuyệt hảo, có một cái sự tích cực, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Mình có một người nhà phân phối mới, bạn ấy đến công ty Nu Skin dự cái buổi của ông Alain Lagao đó, và cái điều đập vào mắt bạn và sau này bạn quyết định đến làm việc mà ngày nay bạn đã trở thành nhà phân phối, là vì bạn bảo là bạn thấy các anh chị nhà phân phối của Nu Skin không hiểu sao ấy, ai cũng có một làn da đẹp quá và họ tích cực quá, trên làm như là họ có cái nguồn năng lượng rất là lớn, hình như họ có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì không có ngại để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Đó là cái suy nghĩ rất thật của một bạn trẻ mới đến công ty Nu Skin của chúng ta trong ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái tuần cách đây khoảng hai tuần, khi mà ông Alain Nagao về có cái buổi chia sẻ tại công ty. Như vậy thì bạn phải trở thành sản phẩm của sản phẩm, bạn hãy trải nghiệm sản phẩm đi để cho người khác nhìn thấy phải wow đó nhé. Đấy là cái mảng phía phía bên tay phải. Bây giờ có một cái mảng nữa,
là bạn trưởng thành như thế nào tại Nu Skin. Bạn mới thì bạn thích cái điều gì Nu Skin, nếu bạn đã từng là nhà phân phối rồi thì bạn phát triển bản thân như là những kỹ năng của mình như thế nào so với ngày mà bạn chưa vô, thì thể hiện từ cách ăn nói, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ cái trang phục của bạn, tất cả đều nói lên cái sự khác biệt, cái con người ngày hôm nay mà bạn của bạn gặp bạn sau 2 tháng hay là sau 1 tháng hay là sau 1 tuần tự nhiên thấy ở cái người kia có cái gì khác biệt, họ phải wow đó. Tại sao lại wow sponsoring? Thế thì lý do gì lại không wow về bạn? Wow you á, chứ không có wow ai hết trơn. Chính you á, tức là chính bạn phải có cái sự khác biệt. Bạn phải có một cái sự trưởng thành, bạn phải có một cái gì đó thay đổi trong cái suy nghĩ, trong cái tư duy, trong cái ăn mặc, trong trang phục, trong ánh mắt, trong nụ cười, về sức khỏe, về ngoại hình. Thì cái người đối diện họ mới hỏi, ủa, tại sao lúc này thấy bạn khác thế? Ủa, vậy là em thấy chị khác cái gì? Nó, lúc này chị thế nào thế kia? Tùy theo cái sự cảm nhận của cái người đối diện khác về bạn về mặt nào thì bạn có cái điều kiện để nói chuyện về cái hướng đó. Như vậy thì rất là dễ. Nào, bây giờ cái phần thứ hai của cái vế thứ hai của câu hỏi này, đó chính là có ba vế, có ba cái ý trong cái câu hỏi này. Cái ý thứ nhì là đến các cái ngành thẩm mỹ, thì ngành thẩm mỹ đó thì họ có, khi mà họ lập ra cái spa hay là cái phòng, cái ngành thẩm mỹ, hầu hết họ đã chọn cho họ một cái sản phẩm rồi các bạn, một cái dòng sản phẩm rồi. Ví dụ sản phẩm của Pháp, sản phẩm của Hàn Quốc, sản phẩm của Nga, sản phẩm của Malaysia, họ hầu hết đã chọn cho mình một cái sản phẩm rồi. Cho nên á, cái việc mà mình làm á, không có nghĩa là mình đến mình giới thiệu Nu Skin để rồi bạn mong ước người ta sẽ thay đổi những sản phẩm trong cửa hàng, cái đó không có đâu, mà họ đã chọn rồi mà. Như vậy thì mình phải giới thiệu thêm thôi, cái dịch vụ cộng thêm cho họ. Hầu hết các sản phẩm đang có trên thị trường đó là những sản phẩm dinh dưỡng cho da. Thì cái mà em và chị có thể kết hợp được đó là bên em có cái viên True Face, và viên True Face này nó có tác dụng gì thì bạn phải gì nghiên cứu trước. Cái viên True Face này họ họ tạo được cái sự đàn hồi của da, khiến cho các chị em phụ nữ hay là những anh lớn tuổi đó không bị cái sự chê xệ của cái làn da và giữ được một cái sự săn chắc, tạo nên một cái tuổi trẻ, tức là nhìn cảm giác rất là trẻ. Cái thứ nhì ấy, có thể hợp tác được với các tiệm là 80% cái đẹp bên ngoài thường đến từ bên trong. Như cái mà em có thể kết hợp được với chị đó chính là những sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, tại vì những khách hàng của chị mới chỉ làm đẹp nhưng mà làm thế nào để họ có một sức khỏe tuyệt hảo, giữ mãi được cái tuổi thanh xuân, chị dịch vụ khách hàng cũng dễ hơn, thì đó chính là những sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Còn cách thứ ba em với chị có thể hợp tác được đó là hiện nay chị mới làm một chủ một cái tiệm spa, hay là chị có làm 2 3 tiệm nhưng mà chị có thời giờ để đi nước ngoài nhiều không ạ? Chị có cái thời gian đi ra bên ngoài làm những tất cả những cái gì mà mình yêu thích không? Nó không, tôi bận lắm, tôi suốt ngày tôi phải bận rộn với 2 3 tiệm, hay là tôi suốt ngày phải bận tiệm, bởi vì tôi đến người ta đến, khách hàng đến là phải gặp tôi, chứ còn gặp những cái nhân viên người ta cũng không chịu, cho nên tôi chả đi được đâu cả. Thì như vậy chị có muốn một ngày nào đó chị có thể đi được nhiều nhiều nơi không, mà có mặt chị hay không có mặt chị vẫn có thu nhập tại tiệm không? Đó, cái đó chị phải học. Học là để xây dựng cái hệ thống, học là để chị huấn luyện lại cho tất cả các nhân viên của mình có thể thay mặt mình, vân vân. Thì cái này là mình có thể hợp tác trên 3 phương diện khác nhau, các bạn thấy chưa? Nó có rất nhiều cái ý tưởng để hợp tác, chứ không có đơn thuần đến để rồi là mong mỏi là họ sẽ thay toàn bộ những cái sản phẩm đấy để vì sản phẩm của tôi tốt hơn cho nên chị phải thay, không có đâu. Mình về mặt dinh dưỡng thì rất nhiều sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu của chị em, của các anh, các khách hàng rồi, các anh chị em rồi, nhưng mà về mặt ASOC ấy, thì Nu Skin là cái công ty có thể nói là có công nghệ mới nhất hiện nay đang dẫn đầu, thì mình giới thiệu cái mặt mạnh nhất của mình, thì không có nghĩa là thay thế toàn bộ. Và mình cũng nhắc lại đó là ý tưởng để các anh chị và các bạn hết sức cẩn thận, hết sức calm down, hết sức bình tĩnh, chứ bạn cũng chưa hiểu hết những cái khoa học kỹ thuật của ngành làm đẹp tại trong xã hội đâu, họ có những cái điều mà cũng tiến xa rất xa rồi các bạn, cho nên cái mình có phải là khác biệt, phải là độc quyền thì mình mới giới thiệu được. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn, câu hỏi này cũng rất là hay. À quên, còn một cái vế thứ ba mình muốn chia sẻ nốt, đó là các bạn ngại nói về cái từ đa cấp, thì nếu như các bạn muốn biết làm thế nào để tự tin đó, các bạn vui lòng đến văn phòng OTC của chúng ta ở hai miền Nam Bắc và mua cái bộ Ruby, và trong đó các những người thành công sẽ chỉ cho bạn cách nói tuyệt vời. Và cái này thì mình không có muốn nói lại, bởi vì một trong những cái thói quen của người thành công tại Nu Skin hay là tại hệ thống số 7 đó là các bạn phải dành ra 20 phút mỗi ngày để đọc sách và nghe đĩa CD, cho nên các bạn bắt buộc phải tự các bạn tìm hiểu.
Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Dạ, rất là tuyệt vời cô Nga. Khi mà cô nghe đến những cái lo lắng về về ngành đa cấp đó, cô Nga có muốn bổ sung một chút xíu. Tức là cái việc củng cố lòng tin giống như cô Nga nói hồi đầu đó cũng là một trong những cái bài học lớn sau 2 năm mà cô Nga ước là giá như lúc mới vô mình biết chuyện này. Đó là mình phải củng cố cái lòng tin của mình về cái lựa chọn của mình. Trước khi mình bắt đầu, các anh chị mình nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Một trong những cái ý mà Phương rất tâm đắc là anh Jeff với lại chị Diana Zisselman, hai team lead người Mỹ mà đang xây dựng thị trường Nuskin tại Việt Nam đó, họ luôn nhắc chúng ta là khi tìm hiểu cái gì mới mình hãy làm ba việc các anh chị. Thứ nhất là mình nhận thông tin, sau đó mình về mình hãy nghiên cứu. Đúng không? Những ai làm kinh doanh, những ai làm về cách logic cũng sẽ đều đi nghiên cứu thông tin trước các anh chị trước khi họ đưa ra một cái phán đoán gì. Nghiên cứu xong mà có câu hỏi thì sao các anh chị? Mình hãy biết đặt câu hỏi cho những người phù hợp. Nếu mình muốn biết làm sao để thành công trong ngành này, hãy đặt câu hỏi cho người thành công anh chị. Đừng ra ngoài và tìm những người bạn của mình đã bỏ kinh doanh đa cấp để hỏi là Adam bây giờ kinh doanh đa cấp sao cho thành công, đúng không ạ? Và cuối cùng các anh chị là khi mình đã có câu hỏi, mình tìm được câu trả lời từ những người phù hợp, thì lúc đó mình đưa ra quyết định một lần thôi anh chị. Và đây có một câu chuyện Phú rất là hay kể, tức là chúng ta cần phải biết là tại sao bản thân chúng ta chọn kinh doanh đa cấp. Được không ạ? Bởi vì Phương đã từng hỏi những người bạn ở trong đội nhóm của Phương là vậy thì ở ngoài kia có hàng trăm ngàn công việc khác nhau, tại sao em chọn kinh doanh đa cấp? Thì có một bạn đã từng nói với Phương một câu mà Phương rất bất ngờ. Bạn nói là ồ, tại vì em thấy cái ngành này nó cũng hay. Lúc mà Phương nghe câu trả lời đó Phương hết hồn, anh chị muốn té ghế luôn. Tại vì thật sự nếu mà đưa ra một câu trả lời yếu ớt như vậy không thể nào thuyết phục được chính bản thân mình, chứ đừng nói gì là mình có một câu trả lời nó tuyệt vời để đủ thuyết phục cho Đúng người đó rồi. chị. Dạ, phải phải rất rõ tại sao mình chọn kinh doanh đa cấp. Kinh doanh đa cấp nó cho được mình cái gì mà tất cả ngành bên ngoài nó không cho được. Mình hãy ngồi xuống mình viết những điều này ra và mình nhớ trong đầu rất rõ các anh chị, để bất kỳ ai đụng vô mình cũng bật ra được. À, tại vì Đúng bản rồi. thân Phương khi mà có những người nói về kinh doanh đa cấp, nhiều khi mình không chuẩn bị tinh thần đó, mình cũng bối rối không biết bật cái gì ra các anh chị. Nên mình càng chuẩn bị thì càng tốt, và ai đụng vô là mình bật ra được liền những cái ưu điểm tuyệt vời và cái lý do tại sao mình chọn. Ở đây đó cô Nga, thì có một cái người đặt câu hỏi này rất là hay, và con nghĩ là rất là nhiều người ở trong chúng ta gặp phải khi mà chúng ta mời ứng viên đến dự rất là nhiều sự kiện khác nhau để mà lấy thông tin, và sau đó là trong cái quá trình follow up theo sát trong bài thông số 7. Thì chị đặt câu hỏi là chị có một người bạn rất là quan tâm với Nu Skin, chị đã mời bạn đó đến vài sự kiện rồi, đã đi BB, đi Expo, đi thậm chí đi luôn cả fly in nữa, nhưng mà sau đó cái người này rất là bận tại vì anh ta đi công tác quá nhiều. Thì chị hỏi là vậy thì bây giờ mình phải làm gì để có thể hẹn gặp anh này một cách hiệu quả nhất, và có nên mời anh đến tham dự cái buổi BB 12 tháng 8 không, mình nói như thế nào để cho thu hút để họ tiếp tục tới, và là và con đoán cái ý của chị này là làm sao cho có cái tiến triển đó. Tại vì cứ mời anh đi sự kiện hoài mà sau đó thì anh bận việc này bận việc kia, nó không có tiến triển gì hết. Rồi. Câu này cũng rất là hay. Thế này này các bạn, vấn đề là anh ta đi dự rồi hay là chưa? Nếu anh ta đi dự rồi về mà anh ta lại bận quá đó, thì trước đây á, các bạn phân biệt nhé. Nếu mà người ta là khách hàng á, thì cái đó là bạn hỏi thẳng anh ta thôi. Anh ta có quan tâm đến những cái việc mà chăm sóc sức khỏe chủ động không? Hay là vân vân á, thì mình đáp ứng được cái nhu cầu. Tại vì cái trải nghiệm sản phẩm trước cho họ tin tưởng cũng là điều quan trọng. Nếu mà bạn bắt đầu từ cái cách đó thì họ thích hơn, bởi vì họ chưa biết cái sản phẩm này có hiệu quả đối với bản thân không thì họ cứ tránh không à. Đấy là cái ý nhất nhá. Ý thứ hai ấy, là giả sử anh không cần phải trải nghiệm sản phẩm mà em đang muốn, bạn đang muốn mời anh ấy làm giống như là tham gia cùng kinh doanh với mình ấy, thì cái ý đấy nó lại khác nữa. Tại vì sao vậy? Nếu mình muốn anh ấy là kinh doanh ấy thì anh ấy phải có nhu cầu kìa. Chứ nếu anh không có nhu cầu làm thêm công việc khác á, vì anh đã quá bận rồi, anh mà bạn lại muốn anh thêm một công việc nữa thì như vậy mình nghĩ là không có hiệu quả. Bởi vì anh ta đang quá bận. Ở trong cái ngành bảo hiểm cũ của mình ấy, khách hàng tiềm năng là khách hàng phải có thời gian dành cho mình. Nếu như người ta quan tâm đến vấn đề dành cho con em một cái tương lai, hay là dành cho mình một cái gì đó, thì người ta dành sức khỏe, dành thời gian để nói chuyện với bạn. Ở đấy tương tự, nếu mà người ta có nhu cầu, người ta sẽ dành thời gian cho bạn. Nếu người ta sẽ có nhu cầu thì người ta sẽ gì, đến dự và đến dự một cách tích cực. Còn nếu người ta đang cố gắng tìm cách tránh né thì cái nhiệm vụ của mình là vẫn follow up, giữ cái tình bạn. Mình nói thẳng, Nam Phương hôm vừa rồi đó là đi dự đó, không biết là Nam Phương có thích nhất cái phần nào, hay là có những cái gì cần chia sẻ được với mình không? Tại mình đang rất muốn từ cái phản hồi của bạn mình có thể giúp mình chia sẻ những cái ý tưởng như thế với những người khác nữa. Tại rất muốn là Nam Phương chia sẻ cho mình xem là cái đợt mấy cái hội thảo vừa rồi mà Nam Phương đi đó, Nam Phương suy nghĩ như thế nào, đúng không? Vẫn là một câu hỏi mở và anh ta sẽ chia sẻ cho bạn, và qua cái câu trả lời đó bạn sẽ biết rằng cái nhu cầu anh ta ở đâu.
quả tình là anh ta có nhu cầu mới mời tiếp 12 tháng 8. Chứ còn đối với mình cái sự kiện 12 tháng 8 của anh An Nguyễn rất là quý. Nhưng mà đối với họ thì anh An Nguyễn là ai họ không biết. Nếu như họ không có nhu cầu. Còn nếu họ có nhu cầu họ sẽ đi. Cái người mà họ đi tìm với các bạn họ năng động lắm. Chưa cần mời họ đã hỏi thì bây giờ sắp tới có sự kiện nào không? Nó có thế à? Thế sắp tới có cái gì không? Tuần này có cái gì mới không? Đấy, tại là họ đang đi tìm. Còn nếu mà bạn đang phát hiện nhu cầu thì bạn phải hỏi câu hỏi mở như lúc nãy mình hướng dẫn á, phải phải hỏi bằng được xem họ có thích hay không. Cho nên bạn nhớ nhé, nếu như người ta đang tránh né thì mình nhiệm vụ của mình follow up là gì? Mình nói là Nam Phương em, bạn cũng đi tham dự mấy cái sự kiện của bên mình rồi, Nam Phương lên đo cho mình mấy cái chỉ số nhá, xong có cái chỉ số rồi thì thăm là Nam Phương có thấy là mình chỉ số của Nam Phương cũng chưa được cao lắm, thì không biết là Nam Phương có muốn chủ động chăm sóc sức khỏe bằng cách là trải nghiệm chiếc sản phẩm bên mình hay không. Ví dụ thế chẳng hạn, mình rất là nhẹ nhàng, đơn giản, và mình cảm giác cái cách nói chuyện chân thành như vậy đó dễ đưa đến những câu hỏi đơn giản. Chứ bây giờ còn hơn là bạn đứng đây, bạn quan sát anh ta và bạn không biết anh ta nghĩ gì và bạn cứ tiếp tục suy đoán chi vậy? Sao bạn không đặt một câu hỏi tuyệt vời, một câu hỏi rất là giản dị, rất là chân thành và bạn sẽ nhận được một câu trả lời cũng rất chân thành. Nếu anh ta nói rằng là không phải bây giờ, not now, thì bạn sẽ nói rằng là em nghĩ là trong cuộc đời sẽ có những lúc anh chị cần đến cái cơ hội này, hay là cái sản phẩm này, hay là cái công việc này, lúc đó nhớ em. Và dù anh chị có thích Nuskin hay không, hiểu cái mối quan hệ giữa em và anh chị vẫn là những người bạn thân thiết. Và có thể là anh chị chưa cần, nhưng mà anh chị giúp cho em giới thiệu năm người bạn, biết đâu những công việc của em, những cái sản phẩm của em sẽ giúp được cái cuộc đời của họ, cái sức khỏe của họ, hay là cái công việc của họ, em cũng không biết trước được. Thế nên anh chị cứ giới thiệu, nhiệm vụ của em là cứ giới thiệu và giúp được ai đó, đó là điều niềm vui trong cuộc sống của em, dễ thôi. Hơn là bạn có đoán đoán chi, hỏi thẳng luôn. Ok, nhưng á, rất chân thành, bạn sẽ nhận được câu trả lời chân thành. Còn với sự kiện 12 tháng 8 có nên mời hay không tùy thuộc vào cái mà bạn hỏi cái người bạn đó để họ cho được cái phản hồi một cách tích cực. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Không nghe được Phương ơi. Hello Phương ơi. Dạ đây Không alo ạ. nghe được. À đây đây bây giờ mình nghe được. Ok. Dạ. Rồi, Phương Phương hồi nãy rất là cảm ơn cô Nga vì vì cái câu trả lời hồi nãy. Phương Phương nghĩ rất là đúng các anh chị, tức là mình đừng nên đoán cái nhu cầu trong khi rõ ràng là cái công việc của mình là cái kết nối giữa con người và con người. Cho nên rất là dạng mình hãy tập cách có những cái phương pháp giao tiếp nó hiệu quả hơn các anh chị. Hãy tìm ra được người ta thật sự mong muốn điều gì. Thì bây giờ mình chỉ còn có 3 phút nữa thôi mà còn tương đối nhiều câu hỏi. Tuy nhiên là tôi sẽ chọn một cái câu hỏi này nghe rất là thú vị, coi như là mình kết thúc cái webinar này bằng một câu hỏi thú vị cho nó vui của Na ha. Và câu hỏi này cũng được gửi vào khá là sớm. Có một bạn trẻ chia sẻ là có một cái người này thì bạn nó không có quen biết, nhưng mà thấy cái người này khá là mập nên là bạn tới làm quen để chia sẻ về TD90. Nhưng mà bạn nói chia sẻ 30 phút sau thì anh này anh phản ứng rất là gay gắt, nói nhiều câu rất nặng nề và sau đó đứng lên bỏ đi mất. Thì bạn hỏi là không biết có phải do mình chia sẻ sai hay là như thế nào, và cho tới bây giờ bạn vẫn cảm thấy rất là khó chịu tại vì không giúp được cho cái người này. Nhưng mà tại sao cũng không hiểu lý do gì lại xảy ra cái chuyện đó của Nga. Có thể là tai nạn này nghiệp nhỏ đúng không ạ? Đúng là cái câu hỏi này nó rất là hay. Tại sao bạn lại phải chia sẻ tới 30 phút? Mình không hiểu là trước 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 khi mà bạn chia sẻ 30 phút thì bạn đã mời anh ấy đo chưa? Đo đo cái cân ôm rôn á, bạn chưa nói rõ thành ra mình không hiểu. Nếu như bạn chưa mời đo cân ôm rôn thì bạn phải mời người ta đo cân ôm rôn, mà mời đo cân ôm rôn nói có một hai câu à? Không có nói nhiều. Đúng không ạ? Còn nếu như mà bạn đã đo cân ôm rôn rồi mà bạn giải thích á, thì bạn giải thích với cái tư cách là mình đưa cái thông tin cho người ta, chứ không có nghĩa là bắt người ta phải dùng. Bạn thấy không, hai chuyện khác nhau, và anh ta không thể nào phản ứng cái chuyện đấy được, tại vì bạn đang chân thành, bạn đang muốn tốt với họ mà. Ví dụ nhá, nếu mà bạn chưa đo cân ôm rôn á thì bạn sẽ nói là anh Long lâu quá rồi, chưa anh Minh lâu quá rồi không chưa có gặp anh, mà anh ạ, em thấy là lúc này cái trọng lượng của mình có vẻ hơi 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 dư phải không anh? Đấy thì nếu như nó là ở lúc này em có hơi mập mạnh lên một chút á, mập nhiều đó, ví dụ thế chẳng hạn, thì nói rằng là cái mập cái này á, nếu nó có xấu một chút, đẹp một chút ra nó không quan trọng anh, nhưng mà cái quan trọng là mình nên kiểm tra xem là cái lượng mỡ nội tạng, có nghĩa là ở các như tuổi trẻ của bọn em đó thì cái quá trình trao đổi chất nó như thế này này, thì các bạn cầm cái tay ha, các bạn
làm gì này đó đúng không, quá trình trao đổi chất nó rất là mạnh. Nhưng mà đối với các anh chị mà có cái trọng dư đó thì như vậy là mỡ bao quanh tất cả gan tim phổi vân vân chẳng hạn, thì nó sẽ cản trở cái quá trình trao đổi chất và dẫn đến các bệnh tật cũng như là cái nguy cơ lớn hơn và tạo nên một cái tình trạng tức là cái sức khỏe nó sẽ không không được mạnh khỏe lắm. Thì không biết là sức khỏe lúc này của anh như thế nào, nếu mà anh nói như nào thì mình quan tâm mình hỏi trước cái đã nào. Thì bên em có cái cân cân ôm rôn rất là hay, rất muốn là anh dành một chút thời gian, hãy cho mình một chút thời gian anh ạ. À, anh cứ tới anh bảo bận lắm, anh bận từ lúc buổi trưa đó, anh ăn cơm đó, anh ghé chút xíu chứ mấy, tại vì không văn phòng công ty em làm xuyên trưa mà, có nghĩa là cái cách trao đổi nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là bình thường, nó rất là quan tâm, thế là quan tâm các bạn và mời được anh ta đến đo là tốt nhất. Thì hầu hết mọi người ấy, vừa rồi cũng có một tình huống là một người khách hàng của bên mình cũng như vậy, có nghĩa là mời ai đến và chỉ số cao là các bạn trực tiếp, anh phải dùng cái bộ TR90, đúng đúng là phải dùng. Thì mình nói là nếu em là anh ấy, là bắt buộc em phải dùng, bởi vì một hai ba ví dụ thế, bạn đã chuẩn bị kiến thức rồi đúng không, nếu không bạn đưa cho người khác tư vấn cho nó độc lập. Không phải, mình không có nên nói cả nửa tiếng, mình nói ngắn gọn trong vòng 5 phút, bởi vì cái sự tập trung của người ta các bạn không bao giờ kéo quá dài 5 phút. Nếu bạn tư vấn cái gì mà quá 5 phút là người ta ngãn ra ngay lập tức. Cho nên nhiệm vụ của mình là làm sao nói một cách ngắn gọn nhưng đầy khúc chiết, nhưng cái quyền quyết định là ở anh chứ không phải là ở mình nhá, chứ không bao giờ mà nói đến 30 phút thì anh ấy phản ứng gay gắt, có lẽ là cũng đúng, bởi vì anh tra tấn các bạn, anh tra tấn là bởi vì này tôi đang sống bình thường mà dọa hoài vậy, ví dụ vậy, tao chịu. À, bạn hiểu ý mình nói không nhé? Cho nên cái này đúng là có một chút cái kỹ năng. Và mình cái trước khi mà kết thúc những cái câu hỏi như thế này đó, thì cái công việc của chúng mình là các bạn đó là giao tiếp con người và con người. Thực ra bản chất vấn đề nó nằm ở chỗ đấy, bởi vì mình đang đi xây dựng một cái hệ thống mạng lưới khách hàng hay là những người cùng làm kinh doanh, có đúng không? Như vậy á, thì bạn cũng phải học cách làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt nhất, làm thế nào để có cái sự giao tiếp tốt nhất, làm thế nào để có được những người cùng kinh doanh với mình có thể nói là bền vững mãi mãi. Thì cuối cùng chung quy cho lại, kết cùng cho lại ấy, cũng là cái giao tiếp hay là những cái vấn đề về tâm lý giữa con người với con người. Và cái chủ đề này sẽ được lặp đi lặp lại nhiều nữa, nhưng trong tháng 8 này các bạn cũng đừng quá băn khoăn, tốt nhất là các bạn cứ mời những anh chị, những người quen, những khách hàng, kể cả những người không quen biết như vừa rồi ở Đà Nẵng, các anh chị mời những anh chị hơi mập đi ăn sáng thôi, thấy người ta mập thôi là mời đến đo ngay, là anh chị đồng ý ngay. Nên là chẳng bao giờ có được một cái máy tuyệt vời thế ở Đà Nẵng. Mà chị thấy em, đấy là chị Tiên ở ở bên mình á, chị thấy em là có cái sức, có cái ngoại hình đó hơi quá khổ, thì tốt nhất là em hãy dành cho cái sức khỏe của em một chút, em hãy ghé khách sạn Hoàng Anh Gia Lai hả, đo một chút để xem rằng là những cái chỉ số này có đáng quan tâm hay không, và em sẽ có được cái phương pháp à, để mà giúp cho sức khỏe của mình lành đi luôn á, không có gì cả, mới rất chân tình một người không quen biết, bạn hiểu không? Thế cho nên đừng có nói cái gì mà quá 30 phút nhé, nói ngắn gọn thôi. Mình nhắc lại cái sự tập trung chú ý của mỗi người không quá 5 phút, người ta không nghe hơn đâu các bạn. Cho nên là cái chủ đề về giao tiếp hay là con người với con người sẽ được đằng sau. Trong tháng 8 này các bạn hãy mời người ta tới đo xong, sẽ có nhân viên của Nu Skin tư vấn rất là khách quan, rất độc lập. Và nhiệm vụ của bạn là sau khi như hôm qua ở Đà Nẵng cũng vậy thôi, nhân viên công ty tư vấn khách hàng rất tin tưởng, bởi vì đó là những bạn mặc áo thun đồng phục và đó là những người nhân viên của công ty, họ rất là độc lập, họ không có ý tưởng là bán hàng hay cái gì hết, họ chỉ gợi ý là với sức khỏe của cô chú, với sức khỏe của anh chị phải dùng một hai ba. Rồi sau đó cái người khách hàng đó cầm cái tờ này đi ra gặp cái nhà phân phối, hỏi là đấy vừa được tư vấn như vậy đó, thì chú hay là em hay là anh hay là cậu hay là chị gì đó giải thích lại một lần nữa cho tôi coi, thì những nhà phân phối của mình lúc đó mới giải thích lại ngắn gọn lại vậy thôi, thì họ đã có niềm tin rồi. Cho nên là những buổi huấn luyện, những cái ngày mùng 8, mùng 9 vô cùng quan trọng, các bạn hãy mời người tới. Hay là buổi của anh An Nguyễn, các bạn hãy mời các anh chị đến, là hôm nay có một người bạn, có một anh bạn có thể nói là trong cái đội nhóm của chúng mình rất là thành công ở bên Mỹ. Tại sao họ có tới 8, 9 cái nhà hàng phở mà họ lại chọn Nuskin? Rất muốn là anh đến gặp những người thành công như vậy. Anh tham gia hay không, cái đó không 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 phải là điều quan trọng, mà quan trọng mình biết thêm được những câu chuyện thành công trong cuộc sống, để biết đâu có một thời điểm nào đó trong cuộc đời anh cần đến. Vậy đó, mời rất là nhẹ nhàng các bạn hả. Rồi, cảm ơn câu hỏi của các bạn. Quá tuyệt vời, à, cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Thì các anh chị ơi, để mà kết thúc cô Nga ngày hôm nay thì Phương muốn là tổng kết lại một chút những cái nội dung, tại vì hôm nay chúng ta có rất nhiều câu hỏi hay các anh chị, và cô Nga cũng đưa ra rất là nhiều bài học quý giá. Thì Phương thấy tổng kết lại là Phương vẫn rất là thích dùng cái bài học mà giống như hồi nãy cô Nga có nói tới, từ anh Kali Vazi, một trong ba người sáng lập ra, đồng sáng lập ra hệ thống số 7 toàn cầu các anh chị. Phương được học từ anh ở cái Success Olympics tháng 4 vừa rồi. Anh Kali nói là
Làm công việc skin nha anh chị để thành công cũng như là trong bất kỳ công việc gì khác trong cuộc sống, mình cần biết ba điều duy nhất các anh chị, và mình cần phải biết rất rõ ba điều này được không ạ? Thứ nhất mình cần biết chúng ta là ai. Thì công việc skin của mình để hiểu chúng ta là ai anh chị, mình hãy hiểu rất rõ về công ty của mình, về khoa học của mình, về lịch sử tại sao công ty mình ra đời các anh chị, nó ra đời dựa trên những cái triết lý gì của những người đã đầu sáng lập ra công ty. Đây là những thông tin có sẵn trên internet. Các anh chị hoàn toàn có thể hỏi người bạn đã giới thiệu mình, hỏi người upline của mình, hỏi người bảo trợ của mình các anh chị. Quan trọng hơn cả, chúng ta hãy nắm rất rõ cái giá trị và cái sứ mệnh của công ty. Mình đã được nói từ rất lâu rồi các anh chị, vừa tất cả những người leader thành công lẫn những nhân viên công ty đều luôn nhắc chúng ta hãy học thuộc nằm lòng các anh chị. Và mình thuộc nằm lòng không phải vì mình học về và việc mà vì mình thật sự là mình thấm nhuần, mình hiểu, mình sống với hai thứ đó các anh chị, cái giá trị và cái sứ mệnh công ty mình. Tại vì công ty mình có những giá trị và sứ mệnh rất là tuyệt vời, những tầm nhìn và sứ mệnh rất tuyệt vời, mình nên thuộc, mình thấm nhuần, mình sống với nó các anh chị. Thứ hai các anh chị, chúng ta đang làm gì? Được bạn, sau khi biết chúng ta là ai rồi thì mình phải biết là mình đang làm gì. Thì để biết mình đang làm gì các anh chị, thứ nhất cái lòng tin vào kinh doanh đa cấp, vào những cái điểm ưu việt của kinh doanh đa cấp, và mình phải hiểu rất rõ tại sao hiện giờ có những cái tai tiếng nó tới từ đâu và chúng ta khác những người đi trước như thế nào. Được không? Chúng ta khác với những người mà đã tạo ra tai tiếng như thế nào các anh chị? Hãy nắm rất rõ điều đó, và khi mình hiểu được cái công việc chính của chúng ta là đem thông tin đi trao, thì chúng mình hãy làm cái việc là mình hãy luyện cái kỹ năng của mình các anh chị, đó là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trao thông tin, trao cái thông điệp. Hôm qua có hai bạn trẻ nói với Phương là tụi em ngồi 1 tiếng đồng hồ với một người mới để giới thiệu cho ảnh về công việc kinh doanh skin, và sau 1 tiếng đồng hồ anh vẫn không hiểu là công việc gì, anh vẫn tưởng là công việc như bán hàng. Ủa như vậy Phương nói như vậy rõ ràng là khả năng trình bày của các em có vấn đề, được không ạ? Cho nên mình hãy học cái kỹ năng trao thông tin các anh chị rất quan trọng. Và cuối cùng các anh chị, cái quan trọng nhất mà Kalibazi nhấn mạnh đó là chúng ta có gì để trao đi cho người khác các anh chị, bởi vì đó nó chính là cái bản chất công việc của chúng ta, là mình đem cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời và những giá trị tuyệt vời tại Nu Skin mình trao cho càng nhiều người càng tốt, và mình có càng nhiều người đem trao những điều tuyệt vời cùng mình đi thì càng tốt các anh chị. Đó mới là thứ mình đang nhắm tới. Vậy thì chúng ta có gì để cho đi các anh chị, mặc dù mình nghe câu đó nó bắt đầu từ cái việc là mình đang có gì trong tay, đúng không ạ? Nhưng mà mình không bắt đầu từ chuyện là mình có gì trong tay, mà như cô Nga đã nhắc đi nhắc lại trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua các anh chị, Đúng rồi. mình hãy bắt đầu bằng cái việc là người đối diện mình họ đang cần cái gì. Đúng rồi. Và hôm qua trong cái buổi workshop hệ thống số 7 ở tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, thì chị Thủy chia sẻ một câu Phương rất tâm đắc, chị nói là chúng ta hãy trở thành một người bạn các anh chị, hãy trở thành một người bạn tốt trước khi mình muốn có thêm một người khách hàng, trước khi mình muốn có thêm một người ứng viên. Mình hãy mong mỏi là mỗi ngày ra ngoài đường mình có thêm một người bạn mới anh chị. Tại vì cái việc là mình thiết lập cái mối quan hệ cực kỳ thân thiết, nó dựa trên nhu cầu và lợi ích có lợi cho cả đôi bên. Đó là chuyện quan trọng nhất, mình cần những người bạn trong cuộc đời của mình các anh chị. Tại vì ngay cả khi họ có đặt bút vào ký cái hợp đồng nhà phân phối hay không, thì nếu họ là bạn mình, từ nay về sau kiểu gì họ cũng sẽ giúp mình các anh chị, nếu họ không trực Đúng tiếp rồi. tham gia. Cho nên mình hãy 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 làm một việc là hãy trở thành những người bạn tốt hơn, đúng không ạ? Mình hãy nhớ là mình vì người khác, mình hãy đặt người khác lên trên những cái quyền lợi của riêng mình, tại vì đó là lúc mà cái điều kỳ diệu sẽ xảy ra và công việc kinh doanh các anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn. Tới đây đó thì chúng ta cũng đi quá 8 phút so với thời lượng webinar rồi, nhưng mà vì hôm nay webinar rất đông các anh chị, Phương cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà một buổi tối chủ nhật mà mình có quá trời các anh chị mình cùng tham gia webinar rất sôi động và rất nhiều câu hỏi tuyệt vời. Thì Phương rất là hy vọng được gặp lại tất cả các anh chị các bạn vào 9 giờ đêm giờ Việt Nam ngày mai các anh chị. 4 tháng 8 chúng ta sẽ có cái chương trình webinar cũng 1 tiếng đồng hồ về cơ hội kinh doanh New Skin, Business Briefing. Anh chị và các bạn mình nhớ chia sẻ thông tin của webinar cho càng nhiều những người bạn của mình đến tham gia và tìm hiểu càng tốt. Một lần nữa chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian chủ nhật quý giá để cùng với cô Nga và Phương thực hiện webinar ngày hôm nay. Rất là chân thành cảm ơn sự tham gia và những cái bài học chia sẻ quý báu của cô Nga, và chúc tất cả Xin chúng chào ta và hẹn những gặp cái lại. tốt nhất. Xin chào tất cả mọi người.